Ba. Ôi dồi ôi, bà có củi bà chế con tránh to lắm. Bà con tránh đây anh ơi, lại thêm bẻ đây con. Bẻ cho bóp không? Gì vậy? Không có. Ở đây khả năng xong cái đấm cho. Đúng rồi, trả xong đúng rồi. Xong đúng bì rồi. Gì vậy? Bây giờ thôi, nhờ nhau đợt mình nha. Thằng anh. Có ở đằng tôi, hãy. Ừ, không có à? Thế chui đâu rồi, hay thằng cái mít được kia rồi. Quay! Cái gì đấy? Đúng rồi mẹ anh. Phải không? Có gì đấy? Ôi ôi! Có gì đấy? Thế nào? Ôi dồi anh ơi! Ủa? Ôi con chân! Ôi ôi! Ôi nó chui đây nè bà ơi! Ôi chui đây bà ơi! Cho bà xem này! Ôi bà xem này! Ôi anh ơi! Cho bà xem này! Ấy! Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi! Nhìn này! Ấy nó ngóc lại cẩn thận nhá. Ui giời nặng lắm. Ui mọi người nhìn đây. Ui con là con chúa tẻ của rắn rồi mọi người này. Ui giời ơi to thế. Ui giời ơi. Con này phải to thế. Anh đặt tí tấm vào đâu này. Con này phải 30 cân. Ui nặng lắm. Ui giời ơi. Ê thôi nhận nữa này, để thôi nuôi. Cho mấy nhà. Cô em tay luôn. Nặng lắm. Rồi rồi cẩn thận nhá. Em cầm kem đẩy đấu ra. Đây là rắn của ma chúa nhá cẩn thận nhá. Không cứ bê đi. Anh em bê phát anh để cho em chỗ cửa em ra cái. Cẩn thận nhá. Ôi bà tránh tay bà nhá. Em trèo tường nhá. Em trèo trên đỉnh mái em cầm nước lên thấy không? Mọi người quá nguy hiểm pa này. Đứng ngoài đâu nhá. Người trèo đỉnh nóng nhà. Anh đấy gọi anh đẩy tấm vào đâu á. Đấy, nó thẳng đây với tường thôi. Còn này, đấy, nấc cái tấm vào đâu nhá. Nhặn lắm. Ủa, mọi người nhìn này. Từ để anh nhấc nạn đi. Ôi, rắn này. Ôi, đuổi. Đấy, bà phụ nói là đã đi qua thế nào trên mái nhà mọi người ạ. May đêm chết hẳn rồi. Ui, nó to à. Nó to, nó nặng kinh lắm. Có ảnh thân. Em lấy cái tấm phở lô cho để nó không bị sáng. Đưa, mọi đuôi thôi, mọi đuôi thôi, mọi đuôi thôi, mọi đuôi thôi. Nhé, để nó chịu đấy, không bắt được. Anh ơi, nó ngoài đi. Ui. Ui, bà sợ quá cái này. Nó hỏi chú nó ngủ đâu thì nó rất là yếu mọi người nhá. Mà con này hình như vừa lột xong rồi mọi người này. Con này vừa lột xong này. Ví dụ trong bóng lắm. Thôi anh thôi, tìm cái bắt luôn không cho không bà sợ. Em sợ bà cụ sợ ấy. Anh em, bắt luôn đi. Em sợ bà cụ sợ đấy. Ôi nhìn. Vâng. Cái này có cái chặt ở phía đầu tay em này. Ừ. Nó đang nằm nó nghỉ đâu rồi đấy. Cẩn thận nhá anh nhá. Đấy, nó cẩn thận nhá. Lấy cây đưa đây, hai thằng. Đây cây đưa đây. Bây giờ nhà anh, nhà cái nhà gì? Cổ đó. Đúng không? Cây đưa. Nó vừa nằm ở đâu đấy đó, người ta nó đang tiết chất nhảy đang ngủ mình động của nó để cho ra đây cho ra đây được đấy nó mù ơi cái đấy nó không đẹp đâu rồi được đấy không hai người đuổi cái người em bỏ cái đuôi ra đi lấy cái này rồi ok. Là nhá, thật nhá. Ôi anh ơi. Ôi anh đoạn đây cho em phát đây xem được không? Ôi cha mẹ ơi con rắn này mọi người này. Cha mẹ con rắn này. Ôi trời ơi. Con này 20 cân. Ui bà đứng lên bà đứng lên nó rắn mà cháu tôi ảnh với bà đấy là kỷ niệm này. Đứng ở trước đây. Ôi. Mày nghỉ con rắn này. Ôi bà hình như bà sợ rắn đấy dạo. Ôi trời.